Quý vị, ngày 22 tháng 4, Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì với sự tham gia của nguyên thủ của 40 quốc gia. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày nhằm hướng tới một thỏa thuận cắt giảm khí thải toàn cầu. Trong số các quốc gia đó, có 17 quốc gia tạo ra khoảng 80% tổng lượng khí thải làm nóng hành tinh và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, không quốc gia nào có thể tự giải quyết cuộc khủng hoảng này tất cả chúng ta đặc biệt là các nền kinh tế lớn nhất thế giới cần hành động các quốc gia có hành động và đầu tư nhiều cho người dân và năng lượng sạch sẽ có được nhiều việc làm tốt trong tương lai cũng như nền kinh tế có khả năng phục hồi tốt và cạnh tranh Tổng thống Biden cũng công bố một mục tiêu mới của Mỹ tới năm 2030, đó là cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ 50 đến 52% so với mức của năm 2005. Trước đó, chính quyền của tổng thống Barack Obama chỉ đặt ra mục tiêu cắt giảm khí thải tới năm 2025 từ 26 đến 28% so với mức của năm 2005. Lãnh đạo các nền kinh tế lớn tham gia phát biểu tại hội nghị cũng đưa ra các cam kết cắt giảm khí thải nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ giảm lượng tiêu dùng than từ năm 2025 và kêu gọi các nước phát triển gia tăng hành động khí hậu và có các nỗ lực cụ thể nhằm giúp các nước đang phát triển đẩy nhanh quá trình chuyển sang phát triển xanh và carbon thấp. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cam kết sẽ hợp tác với Mỹ trong các giảm khí thải. Hội nghị diễn ra hai ngày, được cho là nhằm khởi động các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận cắt giảm khí thải toàn cầu và dự kiến sẽ tiếp tục chứng kiến các cam kết mạnh mẽ từ các nước. Sự kiện này cũng có thể là cơ hội để đảm bảo hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP26 dự kiến diễn ra tại Glasgow ở Scotland vào tháng 11 tới sẽ có được những kết quả rõ ràng với những kế hoạch hành động cụ thể cho tới năm 2030.